Trước đối thủ được đánh giá thấp hơn là Lào, đây là cơ hội để hàng công Malaysia phô diễn sức mạnh cũng như tranh thủ thu điểm trước trận chung kết sớm với Việt Nam. Mặc dù Lào là những người nhập cuộc tốt hơn nhưng sai lầm ở hàng thủ đã khiến cho Safawi chọc thủng lưới đến 3 lần cùng với bàn thắng của Sarun Saad. Chung cuộc, Malaysia có chiến thắng với tỷ số 4-0. Có được 3 điểm, Malaysia tạm thời dẫn đầu bảng B với 6 điểm. Sau hôm nay 3 ngày, đội tuyển Malaysia sẽ có màn đối đầu với Việt Nam vào lúc 19:30. Ravranic đã được người hâm mộ Manchester United ca ngợi hết lời vì đã cho thủ môn Tom Heaton ra mắt quỷ đỏ trong trận hòa Young Boys. Cụ thể, Ravranic đã tung Tom Heaton vào thay Henderson ở phút 66. Vào thay người, thủ thành 35 tuổi đã có trận đầu tiên khoác áo đội mũ Manchester United tính cả hai thời kỳ đầu quân 2005-2010 và 2021 cho đến nay. Ngoài ra, Tom Heaton, 35 tuổi 273 ngày, còn trở thành thủ môn người Anh lớn tuổi nhất có trận ra mắt tại Champions League kể từ sau John Lukic. Cựu thủ môn người Anh này có trận ra mắt Arsenal tại Champions League vào tháng 10 năm 2000, 39 tuổi 311 ngày. Sau trận hòa 1-1 với Young Boys, người hâm mộ Man United đã nức lời khen ngợi Ravranic. Sau chiến thắng của Bayern Munich trước Barcelona, Thomas Müller đã chỉ ra điểm yếu của đội bóng Catalonia. Theo tôi, Barca không thể đối phó với cường độ cao. Về mặt kỹ thuật thì họ làm rất tốt, họ có những cầu thủ rất tài năng và chiến thuật tốt, nhưng họ không thể đối phó với cường độ cao trong bóng đá. Trong chiến thắng trước Barcelona, Thomas Müller cũng có những tuyên bố khi các cú lê không hài lòng. Cụ thể, bất bình về người đồng đội Robert Lewandowski bị hụt quả bóng vàng 2021, Müller cho biết Bayern sẽ biến điều này thành động lực để giành chức vô địch Champions League và đánh bại Barca. Trong trận đấu tại Allianz Arena, đội chủ nhà thể hiện trình độ vượt trội bởi chiến thắng 3-0, qua đó đẩy đối thủ cạnh tranh trực tiếp xuống chơi tại Europa League. Thomas Tuchel tỏ ra rất bức xúc sau trận hòa như thua của Chelsea trước Zenit. Trong cuộc họp báo sau trận Zenit, Thomas Tuchel phát biểu rất dài về vấn đề thiếu tập trung của các cầu thủ Chelsea, qua đó khiến đội bóng bị mất ngôi đầu Premier League và Champions League chỉ trong vài ngày. Nếu bạn theo dõi Chelsea, bạn sẽ biết chúng tôi thủng lưới 6 bàn sau 2 trận đấu. Chelsea đã dẫn trước 4 bàn ở 2 trận này, nhưng kết quả cuối cùng đều không đạt ý muốn. Tôi không thể hài lòng với trận đấu này và cả trận thua West Ham. Các cầu thủ đã nhập cuộc tốt, nhưng cứ sau khi bị dẫn bàn, chúng tôi lại chùng xuống. Khi sự tập trung và cường độ bị giảm xuống 5-10%, chúng tôi ngay lập tức sẽ bị đối thủ trừng phạt. Vì vậy các cầu thủ phải duy trì sự tập trung trong suốt cả trận, bất kỳ tỷ số có là bao nhiêu. Kylian Mbappe luôn coi Cristiano Ronaldo là thần tượng và đánh giá rất cao huyền thoại người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên Mbappe mới đây đã có tình huống bẻ lái bằng tuyên bố người đồng đội của anh, Messi, mới là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Thật dễ dàng để chơi bên cạnh Messi, anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Anh ấy đã giành quả bóng vàng vài ngày trước, anh ấy cũng ghi được 2 bàn thắng vào ngày hôm nay. Anh ấy cảm thấy rất vui và tôi hy vọng anh ấy sẽ giúp đỡ chúng tôi trong tương lai. Việc tạo ra mối quan hệ tuyệt vời với Messi trên sân rất có thể sẽ là bước ngoặt để PSG thuyết phục cầu thủ người Pháp đồng ý ở lại. Đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập quan trọng về chuyên môn nhằm chuẩn bị cho trận đấu gặp Malaysia. Trước màn đá nội bộ, Tuấn Anh đã lập công. Huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra rất hài lòng về sự nghiêm túc cũng như tinh thần tập trung của các cầu thủ. Sự chuẩn bị của cả đội tuyển đã được vận hành theo đúng kế hoạch. Với chất lượng chuyên môn khá cao của buổi tập, chắc hẳn ông Park đã tìm ra đáp án cho đội hình thi đấu trận kế tiếp. Sau buổi tập, các cầu thủ được tạo điều kiện nghỉ ngơi, hồi phục thể trạng. Riêng ban huấn luyện sẽ chia thành hai nhóm để trực tiếp ra sân dự khán trận đấu Malaysia và Lào diễn ra vào lúc 17:30 hôm nay và Indonesia Campuchia diễn ra vào lúc 19:30. Warawut Srimaka, huấn luyện viên U23 Thái Lan, từng thắng 3-0 U23 Việt Nam ở SEA Games 2017 khẳng định Việt Nam không có cơ hội đấu lại với Thái Lan. Tôi nghĩ Thái Lan đã có những hảo thủ hay nhất trong nhiều năm qua. Nếu bạn nhìn vào lối chơi tấn công của đội, các cầu thủ đang có thể trạng rất hoàn hảo. Kể cả khi hay nhất, Malaysia hay Việt Nam cũng không thể chống lại Thái Lan. Đánh giá về bảng B, huấn luyện viên Srimaka đưa ra nhận định bất ngờ. Tôi tin Malaysia sẽ giành ngôi nhất bảng B. Việt Nam trông có vẻ đáng sợ và mạnh mẽ vậy thôi, nhưng họ có những sai sót trong trận đấu gặp Lào. Tiếc rằng, Lào lại không thể tận dụng thành công cơ hội.